Okay. Ghê vãi, ghê vãi. Ok, mình đây rồi. I gotta find the others. Mày đi đéo nào đây? Anh em ơi. Nếu có gì hết, lấy gậy. Nếu có gì. Đeo cái gì luôn. Buồn gì vậy? À, có bản đồ. Ok. Khóa lại. Yeah. Xong. Đéo gì vậy? Ui 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 ui. Ui ghê quá. Hay khoan. À, thấy rồi. Thằng nhất mình. Đeo có gì ta? Bắn này. Đó. À, chế trên nước xuống. Chìa khóa. Đi đâu kìa? Oh my god, oh my god. Đồ mồm nhỏ xa thế. Mình đang ở rất là xa tem. Chạy thôi, chạy thôi. Fuck. Đội trống đi theo. Fuck. Ultim mới rồi. Mỗi lần mới CC hà hà là nó có ultim mới á. Anh em. Món. What?
đi chung với anh em là an toàn nhất. Ui đỉnh mình, đỉnh mình. Ôi thôi xong rồi, làm đế gì đây ta? Chạy qua đây, chạy qua đây. Ê, qua đây, qua đây nè. Ui rồi, ông bạn dẫn bồ đi rồi. Sao mày dẫn bồ đi theo tôi? Đờ mờ ông, cái con mẹ tôi ơi. Ông chơi ác quá, ông chơi ác bản liền, ông dẫn nó đi theo tôi. Hát mê, hát mê. Ủa thằng kia đi chậm dữ hả? Ôi, cho em xin. Không lo mày đâu. Ôi phắng, phắng, phắng lẹ, phắng lẹ. Đi đi đi, đâu đâu ông đâu, đi 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 chuyển nó. Đi lâu lên, đi lâu lên, đi lâu lên. Lên đéo gì, lên, lên đéo gì đây. Lên đéo gì, lên đéo gì. Đéo đánh nổi nó luôn. Cố lên thanh niên ơi. Rồi chết cơ khỏe luôn rồi, xong rồi. Ủa hay. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, mấy ông chạy đi, mấy ông chạy đi, câu câu luôn đó. Nghe không, nghe không. Mày nói chỉ có người chết nghe thôi. Xong luôn. Còn mấy người ta? À, một người, no, hai người, ba it, người. No. Chỗ tôi có máu thì lấy đi. Chỗ tôi chết á, có máu à. Oh fuck. Who is that? Oh my god, I can't look. Lên chỗ tôi lấy máu kìa, đi ngược lại. Rồi, thắng đéo nghe rồi. Mình chết rồi, mình nói họ không nghe được đâu. Ờ, à, đúng rồi, tôi có chìa khóa luôn á. Má, giờ sao nói cho tôi có chìa khóa nha. Tôi có chìa khóa mà đéo biết nói sao. Chỗ tôi chết có chìa khóa. Chỗ tôi chết có chỗ chìa khóa đó. Ôi giời, thành niên này vẫn còn vật vờ đây, bỏ chạy không chạy. Thành niên hô ha này được á. Mà có điều nói ổng kiếm chìa khóa đéo đéo nói được rồi. Buồn. Thank you.
thanh niên hallelujah này sắp chết rồi. Thở. À nó quậy banh phòng luôn. Okay. Trời ơi, không thấy mấy thanh niên này để sửa chữa đồ đạc các thứ mà lâu thế nhỉ? Cố lên mấy thanh niên ơi, cố lên mấy thanh niên ơi. Bình thường tôi chơi cũng hồi kia phải có 4 thằng phát vào giờ này đấy. Ồ. Này giống Tommy quá ta, này Tommy gì vậy? Cái ông Halo. Rồi. Jason Silver đã chuẩn bị chết. Chết. Chết rồi. Wow. Ui, bóp nát cổ luôn vậy rồi. Ui rồi ơi. Cái ông kia đi ra là có chìa khóa rồi đéo ra ta. À, đi ngược lại kìa ông nội. Có thấy không? Cái chỗ tôi chết đó. À, sửa lại xong gọi cảnh sát cũng được. Ờ, sửa cầu chì gọi cảnh sát cũng được. Xe nè sửa xong nè. Lấy chìa khóa đi. Có chìa khóa đâu. Chìa khóa tôi ngay chỗ tôi chết đó. Ông chết nè, ông lỗi okay, này okay, nhận là được. Ê, đi, đừng. Cái kêu nhảy từ cái đầu xuống làm gì? Tôi tưởng ở trên đấy nó có cái ban công ấy, chạy ra ban công nhảy sang bên kia. Nhảy sao được? ấn cái nó rơi trên tầng rơi xuống con đấy. Nổi nồi chết luôn. Nghe tiếng giải thích nhân vật đó thấy lên lầu rồi chạy xuống. Ghê chưa? Ghê chưa? Giờ sao? Ủa, giờ lấp rồi. Năm nữa. Ôi nè, Tommy hả? Chạy nhanh vậy. Không ai thằng làm gì vậy đấy. Khu tôi chết có máu kìa, không lấy ta. Tommy dở quá. 5 phút nữa cũng như là 5 tiếng đồng hồ. Cái trò này 5 phút, cảm giác như 5 ngày ấy. Đứng lâu luôn. Tại mình coi mà, mình đâu có chơi, sao có nhìn nó lâu. Chết thằng này là vì mặt nó yếu rồi. Thì cái mặt nó ra nó sợ rồi. Mặc áo đẹp trai rồi hả? Không biết sống nổi không? Sao nổi. Thì xác nhân nó ác vừa lờ luôn. Nó bẻ hậu thì chết. Yeah, cái thằng nó sửa luôn cái xe luôn kìa. Gọi cảnh sát rồi sửa xe nữa. Tôi có chìa khóa mà để nói với ổng được. Chắc thằng như này có chìa khóa. Mới vô bốn thằng đi chung, cuối cùng chết từng người chết. Nó bốn thằng đi chung nó lùa hết, bốn thằng chạy. Con biết. Thank God. Tự nhiên ông nào ông cái gì á, ông mặt cười á, ông dụ cái con đi theo tôi vậy rồi. Làm cái chùm nè, cái thằng này nè, cái thằng đang sống này nè. Cái chùm tôi luôn. Bóp giái nhau không? Chơi chùm bóp giái mình nhau. Rồi thanh niên kia chết rồi đấy. Thanh niên kia chết rồi. Tí mình cứ chia nhau ra, mình kiếm hết đồ ra. Ai có bộ đàm thì nói chuyện với nhau, tập trung một chỗ. Đi chung rồi dễ chết lắm. Ờ trời, đúng rồi. Còn cái thằng hồ hoa chơi nè, đúng nhầy. Đi chung rồi lô hốt phát là đi một đàm luôn đấy. Phải đi chung với nhà mới là choáng rồi chứ, choáng. Đó nãy choáng được á mà sao chạy. Tiếng giết nó luôn mà giết nó được. Giết là nó được. Giết là nó. Tommy. Phải có thằng Tommy phải lấy được mặt lạ của nó, phải lấy được cái áo của mẹ nó nữa. Lắm hả? Đủ ba cái đấy mới giết được nó. Bây giờ mình phải tìm cái mắt xong phải giờ chạy kiếm nhà mẹ nó rồi mặc cái áo vô rồi gọi cho Tommy ra. Mặc cái áo chỉ có nhân vật nữ mới mặc được chứ. Tôi xài nhân vật nữ nè.
Vì sao ông tìm nhà nó? Quan trọng phải đi chung nè, chạy đâu thoát đâu, đâu có tìm được. Đi chung là sai lầm. Thì là mình cứ tách nhau ra, mình tìm đồ xong rồi tìm bộ đàm, tìm bản đồ. Ai đủ mấy cái đấy thì tập trung lại với nhau rồi đi. Bốn người đi chung, có cái cửa sổ là bốn thằng chui. Đứng lâu luôn á. Chết chùm luôn. Nó phá xong cái cửa rồi chui ra. Thôi giờ ông này, ông mà chịu khó mà chạy ra đường chính là win luôn rồi. Cố gắng ông ơi. Chắc sắp ra rồi. Lần này chỉ cố lên. Ôi chạy chạy nhanh vậy nó nghe đấy. 2 phút thôi, 2 phút thôi, đi đi. 2 tiếng nữa. Rồi rồi, nó tới rồi. Đó, đâu rồi? Đây đây đây, đây. Nó ở gần đây. Chặn đầu luôn mới sợ chứ. Nó chặn đầu luôn chỗ cảnh sát. Chém nhưng mà chém hụt hả? Cái con của tôi trên cao ấy, cái skill của tôi ấy, toàn cộng đam vũ khí cầm tay thôi. Tôi quất phát là nó ngất luôn ấy. Đó, đó, đó. Nó chặn đầu luôn nhờ. Phải nổ phi tiêu luôn. Còn một tiếng nữa. Một tiếng nữa, cố lên. Còn một tiếng nữa. Tao vừa vừa gần tắt phát rồi đấy. Cố lên ông ơi. Anh em tôi cổ vũ ông. Chúng tôi sẽ đợi ông trên chuyên. Rồi rồi. Con nó chạy chậm ha. Ôi trời ơi. Chết luôn rồi. Ôi thoát kìa. Ô ô ô thoát được kìa. Chạy đi. Trời mẹ đụng ô hồi thể lực, đợi hồi thể lực. Ơ cổ pháo kìa. Cổ pháo kìa. Rồi rồi. Xong rồi, xong rồi. Đáp, đáp chưa rồi, đáp chưa rồi. Xong luôn. Tí nữa thì thoát. Thoát, phải ra được tí nữa thoát. That's my good boy. Mommy has a reward for you. 6 trên 6 luôn cơ, giết hết anh em mình luôn. Ghê vậy. Không một ai chạy được luôn đấy, sợ. Những tâm. Lê vợ hai con mẹ đó rồi. Thắng lê hôn chơi ghê vãi. Anh em có bạn mời đi, mời thêm một người nữa cho vui. Kết bạn không có được. Không mời á, mời thêm người. Đó, đó chỉ đạt vô kìa. Tầm 7 người. Bỏ đi, bỏ ra. Tí có ai vào nữa người ta tự vào được mà. Vãi nồi nó có thằng sát nhân đẹp không anh em? Có level kháng hay level 20 đó, cái sát nhân nó đẹp đó. Nè, tôi level có 2 à, sao được có sát nhân đẹp vãi nồi. Nè nè nè, thấy không coi thử rồi. Mới được cái sát nhân kia sắp được cái con bịch chứa kia kìa. Gì? Có đây ai cha cô là sao? Không hiểu. Cái ông mới là sát nhân á, ông thoát rồi, vợ lờ ông đó. Do mãi nhưng đang chơi nó cũng tự động đít nữa nè, tự động kích rôm luôn. Ô ha khóa đi, Trí Đạt khóa đi. Ready đi. Ô ha ready. Ok.
Cô Ha chỉ được tới những nước miếng còn được 5 giây. Bởi vì 5 phút của cảnh sát là 5 tiếng đồng hồ với mình. Giờ không biết ai là người xác nhận đi. Ai xác nhận tha cho 5 phút đầu tiên đi. Rồi 5 phút sau rồi. Ừ, 5 phút cho tha đầu tiên là được. Ê, không có ai chơi nhân vật nữ à? Chơi nhân vật nữ lấy đồ chứ. Có tiên tiên nhân vật nữ nè. Mà quan trọng có ai bảo vệ không cơ. Thì một mình ông đi lấy đồ đó. Lấy đồ bà già đó. Thì toàn là cả thức nhân biết không à. Ai xác nhân, ai xác nhân đây. Ai đây, tôi là người chắc rồi. To do something. I have to escape. Oh, my God. Alo. Hope I'm doing this right. Ôi da, còn xăng đéo đâu. Ôi chết tôi rồi. Đúng là để biết muốn tha cho em đi. Em tha cho em đi. Tha. Ok, muốn của ai đang tha em đi. Một lần thôi, tha cho em lần này đi. Rồi, đừng nghe. Tha cho em đi, đừng đánh em. Ngồi xuống. Đừng giết em. Đừng giết em mà. Đừng giết em. Ôi, tha cho em đi. Chống đói nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Không. Má, nguy hiểm vãi nồi. Không tha nha, giết luôn nè. Đi nè. Ừ.
Đúng đâu rồi, con bể quá nhỉ. Vậy rồi. Vĩnh nồ mấy tháng. Hiểu hiểu. Có anh em chết chúng tôi không? Vô đây làm gì? Ai cho xem? Đi ra ngoài. Nick nói biết gì xem. Ha ha, xem mặt cười nó sắp mặt lò. À, không có ai lấy Tommy ra điện, Tommy ta vẫn ngồi. Điện Tommy tới đi chứ. Ở bên sao mình bị chết trời. Vẫn ngồi, đời mình nghèo vẫn ngồi. Cap. Ooh. Biến à? Biến ở đâu đây? Đồ. Chết ông rồi, chết ông rồi. Hay. Hay. Bắn lẹ đi ông ơi. Ra thuyền kìa, có xăng không, ra thuyền đi. Trời ơi, để hồi sinh. Ra thuyền. Mình đai rồi, nếu nói nếu nghe gì thế chứ. Hai tháng đang nói chuyện với nhau gì á. Mùi vẫn lồi. Please, no. Ừ, thấy chưa. Bắn hụt rồi. Ha!
Tommy, ai đây, ai là Tommy đây? Yeah, anh đi. Yeah! Jason's alive. Killed my friend. Now he's coming for me. Tôi là Tommy rồi anh em ơi. Yeah! Anh em kiếm xăng cho tôi đi. Tôi sửa thuyền xong rồi kìa, kiếm xăng thôi. Kiếm xăng anh em ơi. Anh em kiếm xăng đi. Có xăng chưa ra thuyền đi nè. Kiếm xăng đi. Kiếm xăng đi Hoa ơi. Hoa kiếm xăng có chưa? Ông. Rồi trời đợi gì? Gì vậy? Đợi giúp tôi rồi. Đợi giúp tôi rồi. Ấy cái cục đá này, mẹ nó đang lúc nguy cấp mà. Tàu anh đâu rồi? Ủa xa thế? Cố lên, lẹ lên, hồi sự kiện lẹ lên. Đang tập trung anh em ơi, căng thẳng quá. Đang tập trung lắm. Đi mẹ đi lộn rồi. Hay, ngon. Jason đã đi. I think I put that on, right? Chạy thôi, khóc cái chỗ quá đi. Time to get out of here. Đâu giờ? Gì vậy? What the fuck?